Giới thiệu ông Ngô Minh Tuấn. Ông Ngô Minh Tuấn sinh năm 1976 tại Nam Định. Ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CEO Việt Nam Holding, thành lập tháng 8 năm 2015 với sứ mệnh kiến tạo doanh nhân thành công, hạnh phúc bằng những giải pháp tối ưu phù hợp với thực tiễn. Người sáng lập ra cơ chế khoán toàn diện trong doanh nghiệp tư nhân thông qua các khóa huấn luyện cấp cao trong doanh nghiệp, cùng với các khóa huấn luyện nhằm nâng đỡ khởi nghiệp, gọi vốn, thẩm định dự án và các khóa huấn luyện quản lý cấp trung. Các chương trình đang được chuyển giao, đào tạo bởi Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam. Được sự tín nhiệm của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á CFIS, tổ chức trực thuộc Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam do Chính phủ thành lập năm 1996. Ngày 13 tháng 7 năm 2021, ông Ngô Minh Tuấn đã được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Câu lạc bộ Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN VNADA. Với sứ mệnh mang đến sự thành công và hạnh phúc cho các thành viên, cộng đồng bằng giá trị vận hành cốt lõi. Ông Ngô Minh Tuấn là người sáng lập ra chương trình huấn luyện nghề doanh nhân thông qua các khóa huấn luyện Business Boss, đào tạo nghề làm chủ doanh nghiệp, Business One, đào tạo nghề làm kinh doanh, CEO Tourist, đào tạo nghề làm chủ doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành. Người sáng lập ra triết lý đào tạo thân tâm tuệ, ứng dụng để triển khai hệ thống giáo dục CEO High School từ mầm non tới trung học phổ thông trên toàn quốc. Người sáng lập ra biểu đồ định vị và chuyển hóa con người PTP với chương trình chuyển hóa tâm thức giúp mọi thành viên tham gia có được cuộc sống an yên và hạnh phúc. Người sáng lập ra chương trình định vị và phát triển doanh nghiệp PTC giúp chủ doanh nghiệp hiểu bài bản về quá trình chuyển hóa nội lực doanh nghiệp để tạo ra quy mô và thực trạng của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, căn cứ vào quy mô và thực trạng hiện tại của doanh nghiệp mình thì biết rõ gốc rễ căn bệnh của doanh nghiệp đến từ đâu, gốc rễ thành công của doanh nghiệp đến từ đâu, giúp chủ doanh nghiệp biết cách duy trì gốc rễ thành công, hoàn thiện gốc rễ sinh bệnh, an yên trong đời sống. Người đã trực tiếp huấn luyện cho hàng nghìn các chủ doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Người đã tham gia hướng nghiệp cho hàng vạn học sinh trung học phổ thông và sinh viên các trường đại học. Người có kênh YouTube và Facebook riêng là nơi chia sẻ kiến thức, kỹ năng, tư duy được hàng vạn người theo dõi. Mọi thông tin chi tiết liên hệ ngay hotline 0926 776622, website học viện ceo hanoi.com.